Như đã đọc tiêu đề thì ngày hôm nay Kairon và Simi sẽ cùng nhau đi nhận nuôi thú cưng mới. Nhưng mà khoan đã, những cái hình ảnh mà các bạn đang xem á thì thật ra là bọn mình đã đi tới mật bét từ khoảng 2 tuần trước để đi xem thử coi là có một chú bét nào ưng ý không rồi. Nhưng mà ở trong cái lần mà đi xem này á thì thật ra là Kairon và Simi vẫn chưa chọn được một em thú cưng nào ưng ý hết trơn hết á. Và các bạn có thể thấy được á là Phong Cận và Sammy đã chọn ngay được một em thú cưng, đó chính là Cột Ghi. Và nếu các bạn đã coi video của Phong Cận và Sammy thì các bạn cũng có thể biết được á là cái em Cột Ghi này á mang tên là Bé Đậu nha các bạn ơi. Thì thật sự là mình thấy là Bé Đậu khá là quậy nha, đó nhún nhảy quá trời luôn á. Nhưng mà ở trong cái lần đi xem bét này đầu tiên á, Phong Cận với Sammy là đã chốt được em bét rồi, nhưng mà mình với lại là Sim á thì cũng chưa có kiếm được cái chú bét nào mà phải gọi là ưng ý hết trơn các bạn ơi. Bởi vì đối với lại gu của tụi tôi á thì tụi tôi thích nuôi những em nào mà kiểu giống như là hiền hiền chút xíu nè, rồi dễ chịu chút xíu nè, nhưng mà chủ yếu là mấy em bét trong đây khá là tinh nghịch đó các bạn ơi. Và ở trong cái lần đi xem bét này á là Ca với Sim á là đã lựa được một cái em phốc sóc màu trắng này nè các bạn ơi. Nhưng mà có một điều đó chính là em này quá là quậy đi, cho nên là Kai với Sim đã quyết định là không nhận nuôi em ấy nữa. Bởi vì là mình như mình nói rồi đó, em này quậy quá cho nên là cũng hơi sợ các bạn ạ. Cho nên là ngày hôm đó Kai với Sim quyết định là sẽ đi về luôn. Và Phong với Sam thì đã chốt được Bé Đậu rồi. The next day. Và ngày hôm nay sẽ là ngày mà bọn mình đi tới mật bét lần thứ hai để chọn coi là có em bét nào ưng ý hơn hay không nha. Và thực sự là Kai với Sim đã chọn được một em bét rất là cưng và cũng như là rất là ưng ý luôn. Mà tôi tiết lộ cho các bạn biết luôn á là cái em bét đó là em bé phốc sóc nha các bạn ơi, chó phốc sóc màu trắng nha. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. 3, 2, 1. À không phải con bên trái nha, con bên trái là cái con hôm bữa đó. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là chú bét của Kairon và Simi. Sau khi mà bọn mình vừa mới tới nơi á thì bọn mình đã cảm giác rất là thích cái bé bét này luôn. Bởi vì á là em bé này á vừa ngoan nè, vừa đẹp nè, vừa xinh mà lại còn rất là nhỏ nhắn nữa. Cho nên là Kai với Sim là quyết định là sẽ chốt luôn bé này luôn. Và với lại là trong những cái video mà trả lời câu hỏi trước đó, mình đã hỏi các bạn là nên đặt tên chú bét của bọn mình là gì. Và ngày hôm nay Kai với Sim sẽ chốt một cái tên, đó chính là Bé Dâu. Ok bạn, và sau một khoảng thời gian thì bây giờ cuối cùng mình cũng đã vào bên trong mật bét. Và bây giờ mình sẽ gọi là dẫn các bạn đi tham quan chú bét mà Kai và Sim ngày hôm nay sẽ nhận nuôi, đó chính là chú bét nào nha. Ở đây đang có một bạn màu đen các bạn ơi. Nhưng mà bạn màu đen này thì thôi tôi không thích màu đen đâu. Ôi từ từ, khoan khoan, có bạn màu trắng này dễ thương quá vậy. Ê. Oh my god. Bạn ơi, ở đây đang có một cái bạn màu trắng siêu dễ thương luôn nè. Xin xin thích bạn này không? Đó. Con này đây, ở đây có hai bạn trắng nha, đó. Trầm tính quá nè. Bạn này là gì ta, hiền hậu dễ thương, trầm tính giống mình, còn bạn bên kia thì cái gì? Con này hiền quá vậy. Lừa đấy. Bạn ơi. Lừa hả? Không có một cái phản ứng gì luôn á kiểu. Thôi giờ mình sẽ dẫn bạn này đi dạo xíu đi để coi tình cảm nó có thân thiết hơn chút xíu nào không nha. Mình đi chơi thôi nha bạn ơi. Đây chính là bé đậu của Phong Cận và Sammy. Còn đây chính là con của tôi. Bé này thì mình chưa đặt tên nha mấy bạn. Đó. Không chị. Không gì đã gọi là đậu mà. Như các bạn có thể thấy được á là đây chính là bé dâu và bé đậu nha các bạn ơi. Bé dâu của mình á thì không có được tinh nghịch như là bé đậu, nhưng mà được một cái đó chính là bé dâu á thì nhỏ nhắn và khá là xinh xắn, rất là phù hợp với lại Kai và Sim luôn. Bởi vì bọn mình á thích nuôi những em bé mà kiểu giống như là nhỏ nhỏ xinh xinh gì đó các bạn ơi. Còn ví dụ như là Phong với Sam á thì sẽ thích nuôi những em bé nào quậy giống như là bé đậu gì đó. Anh nói cưng nghe nè, về nhà của anh á là phải biết điều, cưng hiểu không? Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi. Cưng mà không biết điều là cưng sẽ chết. Mình phải là dặn dò nó. Ngay lúc này thì Kai với Sim đang định thử mặc đồ cho bé dâu các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như là mặc bé dâu không thích lắm. Các bạn nhìn mặt của bé dâu kìa, trời ơi, nhìn cưng thực sự luôn á. Với cả được ra là lý do mà tụi tôi thích phốc sóc á là bởi vì là phốc sóc là một cái loài chó có một cái đôi mắt khá là long lanh các bạn ơi. Đây, cảnh này tôi đang phát hiện là có một chú bé đen gọi là bắt nạt bé dâu nha. Đó, trời ơi, em này hư dễ sợ luôn đó. Anh em với nhau mà lại đi bắt nạt vậy. Và bây giờ Kai với Sim đang thử cho bé dâu gọi là đeo vàng các bạn ạ.
đó, các bạn thấy không, bé dâu đeo vàng vô là nhìn nó sang hẳn đúng không đó, sang nhưng mà sang chấn tâm lý nha quý vị đó, đeo vô nhìn hài thật sự luôn á. Đây chính là cận cảnh khuôn mặt của bé dâu nha, đó trời ơi nhìn đến mắt của em ấy kìa, nhìn cưng thật sự luôn á. Nhưng mà có một cái đó chính là bé dâu á là hơi hướng nội nha các bạn, cũng hơi tinh nghịch xíu nhưng mà hướng nội đó, đó đó bé đậu tới cắn nè, đó đó trời đất ơi thiệt tình luôn á. Các bạn đã thấy được á là với cái cánh tay của mình mà mình cầm bé dâu ở trên tay là coi như là có chút xíu luôn á. Nãy giờ các bạn cũng đã thấy gọi là con bé của mình rồi đúng không nè, nhưng mà các bạn chưa thấy bé của Phong đúng không? Đây 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 đó, xin giới thiệu bạn, đây chính là bé của Phong Cận cột ghi, bé đậu một bé cột ghi, bé cột ghi ha, bé cột ghi, bé cột ghi á, bé này là bé, bé nam hay bé nữ á? Bé này là nam, bé nam nha, bé nam nha, đây là men, đây là men hả? Manly, sau này mình yeah. mình với bạn cho hai con của mình với bạn chơi chung với nhau, đúng rồi, nhưng mà bé của mình là lớn hơn nên phải gọi là anh à, ừ anh đậu, anh đậu rồi. Bé dâu và anh đậu. Ở đây mình thấy có một con chó, nhìn nó con chó này bị bệnh nhưng mà thực sự là mình nhìn nó hài vãi chuối các bạn ơi. Đó đó, ai ghẹo gì bạn? Ở trên đây thì đang có mấy con mèo nhưng mà mình nói thiệt là nhìn mặt mấy con mèo đúng khó tính luôn á. Giờ chúng ta cùng nhau đi gọi là đi sắm đồ nha quý vị. Đó, nhưng mà ở đây có nhiều cái lắm, nước nhỏ mắt nè, rồi ở đây là Vesura nè. Ở đây là kem ăn dinh dưỡng này. Và thực ra là có nhiều thứ để mua lắm các bạn ơi, mình cũng chẳng biết là phải mua cái gì hết trơn rồi đó. Nhưng mà theo mình cảm nhận là cái gì cũng cần thiết hết á, nên là mình không biết là có nên mua hết hay không ta. Hay là mình mua mấy cái đồ ăn cho nó nữa nha. Đây là xương hình đậu, đây là mấy cái bịch bánh của bé nữa các bạn ơi. Các bạn thấy được á là thực ra là đồ ăn cho cuốn á là cũng rất là đa dạng nha, nhiều lắm luôn á. Ô cái này là cục xương nè. Và ở đây là con kem đánh răng luôn á. Mỗi sáng mình sẽ đánh răng cho con cuốn luôn á. Oh my god. Ê bây giờ mình lấy sữa tắm người mình tắm cho cuốn được không ta? Không được hả? Sữa tắm người mình á thì kiểu như là có những cái loại sữa tắm nó cay mắt thế này. Đúng rồi. Tắm cho cuốn rồi. Mà mình không biết mua gì hết bạn ơi, tại vì mình nhìn cái gì trong đây mình thấy cũng quan trọng hết. Thì nói chung là mua hết luôn bạn. Mua hết shop luôn hả? Mua hết luôn. Được, vậy thì mình mua hết luôn. Ta-da-da-da. Và đây chính là hình ảnh của bé dâu và bé đậu khi mà ở bên cạnh nhau nè. Nhưng mà phải công nhận một điều á nha, đó chính là con đậu này nó gọi là to gấp đôi so với lại là dâu luôn các bạn ơi. Với cả thực ra là bé đậu á sau này mà lớn lên là sẽ siêu to khổng lồ luôn nha. Còn bé dâu á sau này mà lớn lên á thì cũng sẽ ở một cái kích thước nào đó cũng vừa phải thôi, chứ cũng không có phải gọi là quá to các bạn ơi. Và sau khi mà bọn mình đã chốt được hai em này xong á thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mua cái ba lô để chở hai em ấy về nhà nha. Đó, hai cái ba lô rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Trời ơi quá dễ thương luôn á. Nhưng mà hình như là để trong đây nó hơi chóng mặt hay sao á, mình thấy hai em ấy có vẻ hơi chóng mặt các bạn à. Đây, tôi đã đeo thử vô cho các bạn coi nè. Đó, rồi sau đó là tôi còn nhúng thử nữa. Mình cầm cái kiểu này mà mình nhúng một tiếng đồng hồ là chắc là bé dâu ối luôn các bạn. Và sau một khoảng thời gian gọi là vui đùa thì bây giờ là cuối cùng là bé dâu của chúng ta là đã mệt rồi các bạn ơi. Trời ơi ngủ mà không cần biết người ta đi qua đi lại như thế nào luôn á. Nhưng mà công nhận là tướng ngủ dễ thương thiệt. Ok các bạn ơi, và sau khi mình đã nhận nuôi bé cuốn về thì bây giờ mình đang xuống nhà của Phong Sam để nấu ăn gọi là khai trương hai em. Dùng từ đúng ta, gọi là ăn tân gia hai bé mới về nhà các bạn à. Mình chào mừng hai bé mới về nhà đây. Đây ở bên đây là đang mọi người đang gì đây, nấu ăn hả? Đang nấu ăn đó. Nấu ăn hả? Có mọi người có món gì vậy? Món gọi là cánh gà chiên nước mắm. Còn này là sườn. Còn món này dạ. Thôi được rồi, bây giờ là mình ở bên dưới đây là đang có bé này tên là gì vậy Sam? Bé hả? Bé này là bé ơi từ từ, bé ơi từ từ. Rồi cho hai bé này đi chơi nha bạn ơi, bây giờ mình sẽ phụ xem sao giúp đỡ mọi người nấu ăn nha các bạn. Ở đây đi giúp đỡ cho. Đây để giúp cho. Đứng yên. Cái gì giúp anh rồi? Đứng yên, để chặt thịt nè. Đứng yên. Đừng có làm, đi ra xin. Đó, mình biết nấu ăn mọi bạn, hồi xưa là mình nấu ăn, mình là bếp trưởng luôn đó. Rồi tỏi nè. Cũng nắm nó mình cắt gì nữa đúng không? Đó, chuẩn chưa? Đấy, mấy bạn nào sử dụng dao là nhớ phải có sự quan sát của ba mẹ nha. Cái này nguy hiểm lắm. Đó. Ôi, gì hai con? Gì hai con? Rồi, đừng quanh nhau nha. Đây là bạn cuốn của mình, cuốn của Phong các bạn. Cho hai em mới chơi với nhau chứ mình thấy hai em mới hơi buồn đó.
Một cái mình cảm giác rất là vui và cũng như là cảm giác rất là may mắn, đó chính là bé dâu với bé đậu hình như là có vẻ hơi thích nhau hay sao á. Ý mình thích ở đây là tụi nó thích chơi với nhau các bạn ơi. Các bạn đã thấy được á, là bé dâu với bé đậu mà ở gần nhau á là sẽ gọi là rất là hay vui đùa với nhau nè. Đó, trời ơi, nghịch dễ sợ luôn á. Mà mình đang không hiểu là bé dâu đang định làm gì mà cứ gọi là đòi lên, leo lên trên người của bé đậu vậy. Hay là bây giờ con muốn là leo lên trên người của anh đậu rồi sau đó anh đậu chở đi chơi hay sao vậy con? Trời ơi. Và sau khi mà đón hai bé bé về á thì bây giờ bọn mình đang mở một cái bữa tiệc. Nó bữa tiệc nghe cho nó sang vậy thôi, chứ thực ra là bọn mình đang quyết định là sẽ tập trung tại nhà của Phong Sam để cùng nhau gọi là nấu ăn các bạn à. Tuy là bọn mình á là ở khác nhà nha, nhưng mà bây giờ bọn mình vẫn có thể gặp nhau một cách rất là dễ dàng, cho nên là anh em đừng có nói là gì ta. Trời, sao Hero Team không ở gần nữa nha. Đó, các bạn thấy là mình xuống nhà của Phong Sam một bước chân á. Rồi rồi, hai đứa này làm gì nữa đây? Rồi sau đó là vui đùa gì đây? Đó, mình không biết là hai con này nó gọi là sau này có trở thành bạn thân giống như mình với lại là Phong Cận hay không nữa, nhưng mà mình thấy là hai em ấy là cũng khá là cuốn nhau nha. Cảnh này thì Sammy đang bận làm việc khác cho nên là mình đã giúp Sammy bằng cách đó chính là đảo thịt các bạn à. Đấy, hồi xưa tôi cũng là vui đầu bếp mà, cũng biết nấu món này món kia lắm chứ bộ, chứ không phải là không biết vào bếp đâu nha. Trời ơi. Rồi, và bây giờ là Sammy đang nấu canh nha các bạn. Đó, các bạn chưa giờ thấy gọi là Sammy chỗ tài nấu đồ ăn đúng không? Thực ra là đồ ăn mà Sammy nấu rất là ngon nha. Sammy nấu cũng ngon nữa. Nói chung là hai chị em nhà này ai nấu ăn cũng ngon hết trơn đó. Đó, cái cánh gà chiên nước mắm, đây là một trong những món mà mình siêu thích ăn luôn các bạn ơi. Và sau một hồi thì bây giờ là Camui đã vào tới nhà rồi đó. Bà Camui bỏ qua bà ăn ké đó các bạn. Từ sau sau cảnh này mình lại quay cái đùi gà vậy, bà Camui đâu rồi? Trời đất ơi. Đây đây, bà Camui đây. Đó, Camui đã quyết định vào bên trong bếp để có thể phụ Simi và Sammy nấu ăn các bạn à. Sau một tiếng thì Sammy và Simi đã hoàn thành xong một cái món, đó chính là món gà chiên nước mắm. Phải không ta, mình không biết nữa nhưng mà nhìn ngon. Và sau đó là mình thấy được có sự xuất hiện của Camui. Chị qua đây chị làm được món gì rồi? Chị qua đây ăn ké đúng không? Đúng rồi. Chị có mang theo quà gì cho mọi người không? Ê nha, nãy là rõ ràng em bảo là cần mua gì không? À đâu, chị bảo cần mua gì không? Chị mang qua cho này, em bảo không, không cần đâu, mang người không là được rồi. Bây giờ hỏi là mua gì là sao? Trời ơi, sao? Người ta nói vậy thôi, không có hiểu cái ý của ta nữa. Cảnh này mình đang xin Sammy ăn dụng các bạn ơi. Mà mình phải nói thiệt với các bạn là ăn dụng nó ngon dễ sợ luôn á. Trời ơi, các bạn nhìn cái biểu cảm mình là hiểu rồi đúng không? Ê, hình như là thiếu một cái anh YouTuber màu vàng nào đúng không? Đúng rồi. Anh nói là cái anh gì mà gọi là linh vật của anh là cái con gì, con đà điểu hả? À, con dùng gắn gì đấy biết. Ờ, cái con trùng chỉ á. Trùng chỉ á. Ờ, kiểu tay ương, anh lộn gì con gì kiếp, anh lộn. Quanh lộn liên minh này. Nói chung là còn thiếu một anh YouTuber màu vàng á, để coi tí nữa anh qua anh cầm quà gì qua không ha. Đúng rồi, anh mang cái xác anh đi theo thôi á thì cho anh về luôn. Anh qua anh ăn ké, anh qua anh ăn ké. Chính nha, con của tôi. Từ con nắp không? Con của tôi. Đây con của tôi đang ngủ đó. Các bạn ơi, hiện tại là Sammy nấu ăn, Camui nấu cơm, rồi Sim làm gì đó mình không biết, nhưng mà còn con bé dâu thì nó đang nằm đây. Con cún nó nằm đây để nó ngủ các bạn à. Okay. Mình không hiểu tại sao nó có thể ngủ được luôn á, trong khi mọi thứ xung quanh đang rất là ồn. Bé dâu với bé đậu quậy dữ quá cho nên là bây giờ hai đứa đều buồn ngủ và sau đó là ngủ hết trơn luôn rồi. Trời đất ơi. Và đây chính là cái khung cảnh mà bây giờ tất cả mọi người đang chuẩn bị đồ ăn để gọi là ăn uống với nhau các bạn à. Một cái bữa cơm người ta hay gọi là cơm gia đình đó các bạn ơi. Thật ra là bọn mình có thể gọi là lên trên mạng để đặt đồ ăn về ăn cho nó nhanh, nhưng mà cái cảm giác mà chúng ta gọi là nấu đồ ăn do chúng ta tự nấu á, ăn nó ngon hơn rất là nhiều luôn á. Mà đặc biệt á là do tất cả mọi người cùng gọi là vào bếp này rồi sau đó nấu ăn với nhau, cho nên là mình nói thiệt là đây là một trong những giây phút mà mình cảm giác rất là ấm áp luôn á mọi người. Đây sau khi mà Karen và Phong Cận phá một hồi xong thì bây giờ bọn mình quyết định là sẽ tiếp tục để cho Simi và Sammy nấu đồ ăn tiếp các bạn ơi. Thiệt tình luôn á, mấy ông con trai mà vô bên trong bếp á, thiệt tình nấu không ra cái kiểu gì hết trơn á. Mà khoan nha, tính ra là tôi với Phong Cận á là cũng có vào bếp nha các bạn ơi. Các bạn đã thấy được đây chính là hình ảnh mà Kai với Phong á gọi là gì ta, cũng giúp sức một cái chút gì đó, đó chính là bọn mình chiên trứng đó các bạn. Nói chung là chiên trứng mà không biết chiên nữa thì thôi luôn á. Đây các bạn thấy được là hình ảnh bé dâu và bé đậu đã đi ngủ rồi nè. Và bây giờ cuối cùng là anh Mr. Dịch cũng đã qua nhà để ăn cơm rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình nha mấy bạn. Và nếu mà các bạn muốn mình quay thêm nhiều vlog về bé dâu hơn nữa thì các bạn đừng quên là hãy để lại bình luận dưới cũng như là giúp cho video này của tôi đạt được 5.000 like nha. Còn bây giờ thì thôi, tụi tôi ăn cơm nha. Tạm biệt.